Quay đi. Các anh em thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ và cập nhật lại cái phương án là sau mỗi buổi đi câu về mình vệ sinh nhái hơi và treo nhái hơi làm sao cho nó khô sạch sẽ nhất. Như Hà Nội này là nó mưa, thì tôi chơi suốt từ hôm qua nên nó mưa, nước mưa vào nó rất hay bị rỉ các cái lưỡi cái thìa ấy, thì những cái con mồi mình yêu thích mà về nó bị hỏng nó rỉ là mình rất là tiếc. Không phải cái chuyện là mình mua được hay không mà là con mồi, ví dụ như mình chơi nó quen rồi mình bắt được cá vài lần con đấy được càng giữ gì luôn. Thì trước tôi có chia sẻ một cái đoạn ngắn thế này ấy, là mình treo con, sau khi mình câu về mình thả vào một chậu nước sạch, xong mình bóp thế này cho nó sạch cái bên trong đi, xong bắt đầu mình treo treo vào một cái dây toàn tem mình để thế này. Thì phương án đó nó chia sẻ rồi, thì những cái phương án đó tôi thấy là nó chưa hiệu thực sự hiệu quả. Không phải con mồi nào nó cũng sẽ chảy hết nước ra được ở cái phần lỗ thoát hơi ở dưới, mà thậm chí nó còn đọng ở những cái phần gồ lưng lên. Thì cái phương án này nó cũng không phải là hiệu quả nhất. Thế đến tôi thử phương án này là nay lần thứ ba, thì cái phương án mình treo như này, anh em treo ngược con mồi lên ấy, nó cực kỳ hiệu quả luôn. Vì con mồi nào ở cái phần đầu này này, phần đầu này nó cũng có mani xoay hoặc là có cái bắt buộc là phải có cái này rồi. Chỗ này là nó sẽ ra nước dễ nhất và nó sẽ dồn tất cả nước từ trên dưới sạch sẽ khô ráo luôn cho anh em. Thì đây là cái bộ mồi tôi chơi ngày hôm qua, nay cá được khá luôn. Thì đấy, về tôi cứ treo này, anh em rửa sạch đi cho anh em treo. Chỉ cần một cái lưỡi vào thôi, không cần phải ngoắc cả hai đâu. Cứ rửa sạch sẽ này xong cái là mình ngoắc một cái lưỡi vào. Nhớ là dùng cái mắc áo nào đừng có loại to quá, loại mỏng mỏng nhỏ nhỏ thôi thì nó càng tốt, bởi vì là sợ nó đẹp bẹp lâu quá con mồi mình nó sẽ bị biến dạng. Thế anh em treo cái này xong anh em không cần phải phơi nắng, đừng phơi nắng nhé, phơi nắng là nó sẽ hỏng cái cao su hoặc nó sẽ nhão, nó lão hóa đi hoặc là nó sẽ bị dính á. Thì mình cứ treo cái này trong chỗ trong nhà thôi, dưới bóng râm, chỗ nào nó thoáng mát nhất có thể là được. Mình cứ treo này 1 2 hôm là nó khô hết, kể cả anh em bật điều hòa anh em cứ mang vào trong phòng để điều hòa là nó sẽ khô hết sạch mà đảm bảo. Thôi cảm ơn anh em rất là nhiều, những cái con mồi mình yêu thích mình đi chơi về mình giữ gìn thế này cực đẹp luôn mà nó cực khô thế nhỉ. Thế còn hôm tới đi thì còn cái gì nữa mình chia sẻ một buổi đi chơi thì tùy địa hình, đây xin chia sẻ lại mỗi buổi đi chơi tùy địa hình mà chọn con mồi phù hợp, thời tiết khác nhau chọn con mồi phù hợp chứ không phải là con nào là con nhạy cảm nhất, đấy là xin chia sẻ thật, nó tùy địa hình. Rồi bỏ đây xong chưa ra ra đây.